Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện. Tập 140. Chương 1391, Thọ Nga Tòa. Lý Trường Thọ tính toán, căn cứ từ những đóng góp của hắn cho sự ổn định của thiên địa và công lao của hắn, số công đức cho mình vừa rồi chính là phần thiếu nợ trước đây. Thiên đạo chí công vô tư, đạo tổ cũng không lừa gạt trẻ con, nói rằng khẳng định sẽ cho, chẳng qua thời cơ cho là tùy vào đạo tổ. Lý Trường Thọ bịt kín hai tầng kết giới cho đạo tâm chính mình, lại mở ra đại trận các nơi Tiểu Quỳnh Phong. Nhân tiện mở ra đại trận che trời phụ cận, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi chửi một câu dưới đáy lòng, thật quá đáng. Đây cũng quá đả kích tính tích cực của quyền thần bình thường hắn. Được rồi, không tính lại có thể làm sao. Đỗi đạo tổ là không dám đỗi, trước kia cảm thấy chính mình chỉ cần thuận thế mà đi, tích cực phát huy sáng kiến chủ quan ở bên trong thiên địa biến đổi, liền sẽ có thể đạt được 80% những gì mình muốn. Nhưng từng bước một đi tới ngày hôm nay, Lý Trường Thọ mới phát hiện ra, hạn chế rất nhiều, đề phòng rất nhiều. Hắn tìm hiểu ra cân bằng đại đạo là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là bản thân có được vô hạn khả năng, trở thành biến số lớn nhất bên trong thiên địa, nếu như sử dụng tốt, thậm chí có thể dùng để cân bằng, hạn chế, giám sát thiên đạo. Chuyện xấu chính là ở chỗ, căn cơ quá yếu, không có tích lũy gì, nhất định phải mượn thiên đạo cùng với thiên đình khởi thế, bây giờ đi nhầm một bước chính là cục diện bế tắc. Sư huynh, Linh A bưng linh bảo cực phẩm công đức hậu thiên đào mệnh thọ Nga toa tiến tới, công đức trong này còn có thể rút ra không? Không thể. Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng, không cần lo lắng, vi huynh không có việc gì, chỉ là có một chút phiền muộn. Để ta ở riêng một mình một chút, sau đó làm chút rượu và món ăn, uống vài ly với ta. Linh A vội vàng đáp ứng, nâng con thoi, thu ghế bành chuyên môn của bản thân, cưỡi mây tiến đến bếp lò bên cạnh hồ. Mặc dù không thích hợp vui mừng khi sư huynh phiền muộn, nhưng lúc này khóe miệng Linh Nga không ngăn được ý cười. Cả người bay lên đều trở nên nhẹ nhàng nhẹ nhanh chóng hơn rất nhiều, sau khi bay ra đan phòng còn ngâm Nga ca dao vui sướng. Lý Trường Thọ trầm mặc, vô cùng hoài niệm Bạch Đại Trù. Suy sụp thì suy sụp, chán trường thì chán trường, cũng không thể sống thành như tiểu ai. Lý Trường Thọ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, quên đi sự tình công đức kim thân, bắt đầu suy nghĩ lại dùng công đức của chính mình luyện chế pháp bảo gì. Không tính linh bảo lão sư cho hắn mượn, giờ phút này trong số bảo vật ít ỏi trong tay hắn, có thể đặt lên bàn cân. Chỉ có tiểu lục thần thương sát phạt khá mạnh, tiềm lực vô hạn, cùng với xuyên tâm tỏa xuất kỳ bất ý, chuyên dùng đánh lén. Lý tưởng nhất đối với bản thân là luyện chế một hai kiện linh bảo loại phòng ngự làm át chủ bài. Theo suy nghĩ trước đây, làm quần lót cho Vân Tiêu, kỳ thật độ khó khá lớn, cũng không thực tế. Nam nhân mà về cơ bản đều biết thêu thùa, nhưng bảo vật loại y phục khó luyện chế nhất cũng không phải là may chút vải vóc, dán chút phù chú liền có hiệu quả phòng ngự. Lý Trường Thọ năm đó lúc ở phường trấn đầu cơ trục lợi đan dược, đả kích sinh ý đan dược của độ tiên môn nhà mình, nhìn thấy những bộ tiên y tiên váy thực sự tinh xảo, mỗi sợi tơ đều khắc họa các loại cấm chế trúc linh tụ linh cố linh quang hiệu, dùng những sợi tơ này bệnh thành bảo y. Cấm chế trên mỗi một sợi tơ liên thông lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả tổng thể có thể phát huy ra là trác tuyệt. Đây là một môn học vấn, không có tinh lực hàng trăm hàng ngàn năm là suy nghĩ không thấu, chính mình cũng không có nhiều thời gian như vậy đắm chìm trong đạo này. Vân lúc này vẫn còn đang ở trong kiếp. Lý Trường Thọ tự nghĩ, mặc dù đã có ý chỉ Ngọc Đế bệ hạ cho, nhưng vẫn như cũ không giải quyết được vấn đề Tam Tiêu đồng mệnh. Bảo vật lợi hại trong tay Vân Tiêu, lật qua lật lại cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Đấu, trận đồ Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Kim Giao Tiễn cùng với Phược Long Tác tất nhiên là cấp cho Quỳnh, Bích sử dụng. Nếu sau này ra trận đấu pháp, nhập kiếp ứng biến, rất dễ dàng liền thua chị kém em, không đủ dùng. Hỗn Nguyên Kim Đấu công thủ gồm nhiều mặt, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận cũng là khốn trận, trước đây truy sát Côn Bằng chính là cầm thanh bình kiếm của Thông Thiên Sư Thúc. Nói trở lại, Thông Thiên Sư Thúc vì sao không gọi chính mình đi qua? Trước đây đã nói muốn dùng Côn Bằng, bây giờ đều đã hơn 30 năm, vì sao ngược lại không có tin tức? Lại nói chính sự,
lễ vật chính mình muốn tặng cho Vân Tiêu, không bằng liền làm một kiện pháp bảo công phạt, binh khí, hoặc là cục gạch. Lý Trường Thọ nhìn những công đức này của chính mình, không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 1392, gấp trăm lần linh khí. Hắn am hiểu luyện chế nhất, đương nhiên là đạo nhân giấy. Tiếp theo chính là pháo gấp 10 linh khí hạch tâm nhất bên trong hệ thống phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong. Khẩu pháo chủ lực suýt nữa bắn phá đan phòng Đại Pháp Sư năm đó. Vừa vặn, chính mình vừa vặn lấy được một phần vạn nội tình của tiền bối nào đó, phương diện bảo tài không thiếu, còn có thể tùy thời đi vào bên trong động xuất cung tìm kiếm kỹ thuật hỗ trợ. Luyện chế linh khí pháo. Vân Tiêu Đoàn Trang ôn nhu lúc đấu pháp với người, lấy ra linh khí pháo ở bên trong tay áo gánh trên vai, vào trước khi đối phương kịp phản ứng, bắn ra một đường màu đen hủy diệt. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, đứng dậy chạy trở về bên trong đan phòng, thân ảnh trốn ở phía dưới mật thất. Sau hai canh giờ, Linh Nga quanh người tung bay từng cái bàn ngọc, cưỡi mây bay tới từ bên cạnh hồ. Sư huynh đâu? Nàng trái phải nhìn quanh một hồi, liền nghe được Lý Trường Thọ truyền âm, trước tiên đứng ở trước cửa, lập tức tới ngay. Vâng, Linh Nga đáp ứng một tiếng, thuần thục dựng lên bàn thấp ở trước cửa, bày biện bổ đoàn. Dùng tiên lực nâng từng cái bàn ngọc sắp thành hình cánh hoa, đồng thời rót một ly rượu cho sư huynh. Lý Trường Thọ rất nhanh liền bay tới, trong tay bưng một khối ngọc phù, trong mắt mang theo vài phần suy tư. Linh Nga đã chuẩn bị một số chủ đề, thấy thế lập tức rõ ràng chính mình phải ngoan ngoãn an tĩnh một chút, sư huynh hẳn là đang suy nghĩ đại sự gì đó. Quả nhiên, Lý Trường Thọ lúc dùng bữa uống rượu, nhìn chằm chằm vào ngọc phù trong tay, chủ động trò chuyện cùng với Linh Nga một ít thưởng thức luyện khí, sư huynh muội còn cẩn thận tham khảo một hồi. Sư huynh, ngươi đang luyện chế pháp bảo cho Vân Tiêu tỷ tỷ sao? Ừm. Lý Trường Thọ cười nói, ngược lại là không thể gạt được ngươi, sang đây xem. Linh Nga đáp ứng một tiếng, ôm bồ đoàn của chính mình chuyển tới, ngồi xuống cạnh sư huynh. Ngón tay của Lý Trường Thọ điểm nhẹ ở bên trên ngọc phù, phía trên ngọc phù kia lưu quang vờn quanh, tiên quang ngưng tụ thành một bức hình nổi, chính là pháo gấp trăm lần linh khí Lý Trường Thọ đang thiết kế. Pháo này thoạt nhìn không bắt mắt, nòng dài thẳng, trước hẹp sau rộng, nhưng cấu kiện pháp khí trên đó lại nhiều đến hơn ngàn, những pháp khí này lại hợp thành pháp bảo hoàn chỉnh. Gấp trăm lần linh khí là có ý gì? Chuyện này là chỉ lợi dụng đối với tỷ lệ linh khí. Lý Trường Thọ cười nói, nếu tỷ lệ lợi dụng đối với linh khí của kim tiên phổ thông là 1, như vậy ý tứ của pháo gấp trăm lần linh khí chính là tỷ lệ lợi dụng đối với linh khí là 100. Đương nhiên, trong này còn có không gian rất lớn, đạo này không thể nhiều lời với ngươi, để tránh ảnh hưởng việc tu hành kế tiếp của ngươi, ngươi hiểu biết qua loa là được. Luyện khí sĩ dùng linh khí, phần lớn là nạp linh khí, hóa thành pháp lực ở trong cơ thể, tăng lên tùy theo đạo cảnh, dán linh khí vào đại đạo tự thân, tỷ lệ lợi dụng sẽ đề cao rõ rệt. Ở dưới tiền đề số lượng ngang nhau, pháp lực càng tinh khiết hơn, tiên lực sẽ càng thuần túy, uy lực thần thông cùng với pháp thuật cũng sẽ càng lớn, đúng không? Ừm, nhưng Linh Nga ngươi có nghĩ tới hay không, từ linh khí đến pháp lực, bản chất có thay đổi không? Linh Nga nháy mắt mấy cái, biểu thị vấn đề này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chính mình, hơn nữa nhìn thật kỹ gò má nghiêm túc của sư huynh. Không thay đổi sao? Không có thay đổi, thần thông, pháp thuật đánh ra, cuối cùng vẫn sẽ hóa thành linh khí, bản thân linh khí hao tổn vô cùng nhỏ bé. Kim tiên phổ thông, đại khái chỉ có tỷ lệ lợi dụng linh khí 1/1000. Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên, ta trước đây lúc bố trí Tiểu Quỳnh Phong đại trận, từng suy nghĩ qua làm sao dẫn phát ra hoàn toàn năng lượng linh khí. Linh Nga ngươi đặt hai tấm gương đối diện nhau, lại chừa một góc nhất định. Chiếu một chùm sáng vào trong đó, phản xạ hai lần liền có thể trở về đường cũ. Nếu một tia linh khí không ngừng tiến vào bên trong thông đạo pháp khí đặc thù, liền có thể ở bên trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra khá nhiều năng lượng. Đây chính là tư tưởng linh khí pháo, chẳng qua vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ta quyết định sau đó liền đi tìm lão quân thỉnh giáo. Linh Nga ngơ ngác nhìn, Lý Trường Thọ mặt mày hớn hở kể, đến đằng sau, Linh Nga hoàn toàn nghe không hiểu sư huynh đang nói cái gì, nhưng lại có cảm giác rất lợi hại. Thế là, 15 năm sau, bên bờ hồ Tiểu Quỳnh Phong, một khẩu pháo hình trụ dài đến 30 trượng, hoàn mỹ đốt sáng lên cấm chế các nơi. Lý Trường Thọ dùng kiếm chỉ điểm nhẹ, ở cuối trường bào xuất hiện một đám vòng xoáy, gió nổi lên bốn phương tám hướng Tiểu Quỳnh Phong.
Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1393, nỏ gấp trăm lần linh khí. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, những vòng xoáy này liền hút sạch một nửa linh khí của Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ hài lòng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Tiếp theo, chính là tìm địa phương bắn một pháo, thử xem uy lực chân chính. Nói đi là đi, bản thể của Lý Trường Thọ mang theo khẩu pháo này, vụng trộm chuồn ra Thái Bạch Điện, ngay cả hóa thân Ngọc Đế cũng đều không có nói cho, dùng một thân phận giả bay ra Ngũ Bộ Châu. Ở bên trong hư không, Lý Trường Thọ hút tới một ngọn núi cao, bố trí từng tầng trận pháp giá rẻ nhưng kiên cố làm bia ngắm, lấy ra pháo gấp trăm lần linh khí, bắn ra một pháo. Ngọn núi cao vỡ nát, ở trước mặt cột sáng đen nhánh, tản ra từng vòng cung ánh sáng tím. Ngọn núi cao này cùng với trận pháp chỉ giữ vững được nửa giây. Nếu không phải Lý Trường Thọ thu tay lại kịp thời, đạo lưu quang này đánh đi ra, vạn nhất đụng vào một tòa đại thiên thế giới, nói không chừng sẽ có vô số sinh linh tử thương. Uy lực không tệ. Sau đó, Lý Trường Thọ trở về thiên đình, chọn ngày hoàng đạo, lại giải quyết một loạt vấn đề, chính thức rót vào công đức cho khẩu pháo này. Làm cho Lý Trường Thọ có một chút ngoài ý muốn chính là, một khẩu pháo lớn như vậy, chỉ dùng ba thành công đức của chính mình, liền không có cách nào lại tiếp tục thu nạp. Lý Trường Thọ cẩn thận thể hội, dường như là hạn chế thiên đạo đưa ra. Mạnh hơn nữa sẽ dễ dàng phá hư hoàn cảnh sinh thái của Hồng Hoang, tạo thành một ít tổn thương không thể phục hồi cho thiên địa. Có chừng có mực, người phải hiểu được thỏa mãn. Dù sao, chỉ là bảo vật để cho Vân Tiêu phòng thân, đánh lén sát phạt. Pháo sau khi được dung nhập công đức, toàn thân giống như lưu ly màu vàng, trong đó lưu chuyển đạo đạo tiên quang, họng pháo tản ra đạo vận tối nghĩa. Một số bộ vị luyện chế mấu chốt đều là do lão quân tự tay hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, bước tiếp theo chính là tính di động, cảm giác, độ chính xác, tính bí ẩn và các khía cạnh khác liền sẽ tốt hơn nhiều. Một bước này lại mất thêm 10 năm nữa. Năm tháng trong núi tới đi vội vàng, Lý Trường Thọ sau khi tu hành, luyện khí, cũng chú ý đến đại sự thiên địa, hộ giá hộ tống vì thiên đình bình tĩnh. 3.000 thế giới chinh chiến không ngừng, sinh linh tử thương lại bắt đầu được khống chế, đại chiến vào trong hư không, đã thành quy củ thế lực khắp nơi đều cần tuân thủ. Ngũ Bộ Châu chẳng những không có bởi vì Linh Sơn ăn thiệt thòi mà an tĩnh, tương phản thay đổi thành vô cùng ồn ào. Trung Thần Châu có càng ngày càng nhiều tiên tông đánh ra chân hỏa, để cho kiếp vận lợi dụng. Tiên tông tam giáo, ở trong vòng 25 gần nhất hủy diệt 6 nhà. Không phải tiên tông tam giáo, ở trong vòng 25 gần nhất hủy diệt 19 nhà. Trình độ thảm liệt tiên nhân loạn chiến có thể nghĩ, không ít cao nhân không muốn đấu pháp trốn đến 3.000 thế giới, nơi có một nửa khu vực tương đối an toàn. Nam Châu, Bắc Châu, cùng với Tứ Hải yên tĩnh vô sự, phàm tục thương quốc thành thành thật thật nối dõi tông đường, ở dưới thiên đạo che chở, đang không ngừng thúc đẩy về thời đại đó. Vấn đề của Tứ Hải Long tộc lại là càng thêm nổi bật. Theo thời gian chuyển rời, Long tộc một lần nữa đứng vững gót chân ở trong thiên địa, không ít con em quyền quý Long tộc. Không có ra ra sức lực gì cho Long tộc trung hưng, bây giờ lại bắt đầu bành trướng bản thân. Lý Trường Thọ cũng có một chút đau đầu, đối với căn bệnh dữ của Long tộc này, nếu ra tay độc ác, liền lộ ra chính mình không nhân nghĩa, dường như đang qua sông đoạn cầu. Nhưng nếu để mặc cho những Long tộc này bành trướng, Long tộc thật sự không có cách nào tránh khỏi một trận tai họa. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ có thể viết mấy phong thư cho Long Vương để Ngao Ất mang cầm theo khuyên một chút. Đáng tiếc, lão Long Vương trầm mê buồn tẻ, đối với chuyện này cũng không có đáp lại gì. Việc này khó khăn nhất chính là vị lão phụ thân này của Ngao Ất, đại gia trưởng Long tộc. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát, cũng không muốn ra tay can thiệp quá sớm. Vì lý do ổn thỏa, thiên đình đối với đủ loại tác phong xa hoa lãng phí của Long tộc cũng muốn khiển trách nhiều hơn. Cuối cùng, một kiện pháp bảo dày vò 25 đến 26 năm, kết hợp thủ đoạn luyện khí của giáo chủ nhân giáo hóa thân Thái Thượng Lão Quân và kỳ tư diệu tưởng của Lý Trường Thọ. Di sản của lãng tiền bối duy trì, Lý Trường Thọ lấy ra thành phẩm tương đối hài lòng của chính mình. Cực phẩm công đức linh bảo hậu thiên, nỏ gấp trăm lần linh khí. Bên trong Hồng Hoang không có pháo. Chuyện khái niệm này, Lý Trường Thọ linh cơ khẽ động, liền nghĩ đến nỏ. Chương 1394, tặng lễ.
Ở bên linh hồ Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mang theo linh khí pháo đã bị thu nhỏ đến nửa trượng trên vai, gánh ở trên đầu vai chính mình, ra dáng khoa tay. Linh Nga, nhìn này, tưởng tượng Vân Tiêu tỷ tỷ của ngươi nâng lên bảo pháo này, uy phong hay không uy phong? Bá khí hay không bá khí? Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói ra lời nói chính mình hơn 20 năm cũng không dám nói. Sư huynh, ngươi xác định Vân Tiêu tỷ tỷ sẽ thích tạo hình của loại bảo vật này? Lý Trường Thọ rõ ràng ngẩn ra, dùng tiên lực nâng bảo pháo, chính mình ở bên cạnh xem xét tường tận, còn cố ý cầm đạo nhân giấy bản nữ ra, thử vác trên vai. Chuyện này, ngược lại là không để ý đến vấn đề này, tặng quà chủ yếu phải cân nhắc là đối phương có thích hay không. Linh Nga vội nói, chỉ cần là sư huynh tặng, tỷ tỷ ôn nhu như vậy, khẳng định sẽ yêu thích. Tặng pháo cho tiên tử, chuyện này cũng rất không tưởng. Lý Trường Thọ khoanh tay xem xét tường tận một hồi, liếc nhìn công đức ao của chính mình, cùng với di sản lãng tiền bối hoàn toàn không có hao phí bao nhiêu kia, liền khoa trương vỗ tay một cái. Đã như vậy, liền làm nguyên bộ. Cái gì nguyên bộ? Pháp bảo đấu pháp. Thế là, trăm năm sau, tại Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ cưỡi mây chậm rãi bay tới, Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu đã sớm đi ra bên ngoài sương mù chờ. Hai bên vừa thấy mặt, Lý Trường Thọ liền từ bên trong tay áo lấy ra hai cái hộp gấm, nói tiểu tiểu lễ vật không đáng gì. Làm hai vị tiên tử tươi cười rạng rỡ, mở miệng một tiếng tỷ phu, dẫn Lý Trường Thọ vào bên trong Tam Tiên Đảo. Bích Tiêu cười hì hì, tỷ phu, ngươi nhiều năm như vậy không đến trên đảo thăm tỷ tỷ, có mang bảo vật gì hay không? Mang theo, mang theo. Lý Trường Thọ cười nói, chẳng qua vật này liên quan trọng đại, không có thể tùy ý cho người xem, sau đó chỉ có thể cho tôn tỷ xem qua. Quỳnh Tiêu khẽ nói, quỷ hẹp hòi, rõ ràng chính là không chuẩn bị. Lý Trường Thọ cười không nói, cũng không giải thích. Hắn lần này, thế nhưng là đặc biệt vì tặng lễ mà tới. Vào tới Tam Tiên Đảo, đi tới phía trước tiên các, Vân Tiêu đang tu hành bị Quỳnh Tiêu đánh thức, từ bệ cửa sổ nhìn thấy thân ảnh Lý Trường Thọ, lại là trong lúc lơ đãng liền bật cười. Nói một câu, ngươi lại chờ một lát, ta rửa mặt một chút. Liền cúi đầu trở về bên trong khuê các, bước chân nhẹ nhàng, bố trí mấy tầng kết giới, đổi một thân váy dài trắng thuần trang nhã. Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu hơi trêu chọc Lý Trường Thọ vài câu, liền cười nói đi nơi khác chơi đùa, nhưng tiên thức đều khóa chặt bên này. Lý Trường Thọ lẳng lặng đợi một hồi ở phía trước tiên các, chọn một bãi cát trên Tam Tiên Đảo làm địa điểm trưng bày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Lão quân, vất vả rồi. Cảm tạ bốn người Mai Văn bị giam tại Thái Bạch Điện Họa, cung cấp tư liệu hình ảnh. Có thể tạo ra loại đồ vật này, cũng là hắn trước đây không nghĩ tới. Cân nhắc đến tính tàn khốc của đấu pháp Hồng Hoang, cùng với các vị tuyển thủ tốc độ cực nhanh, Lý Trường Thọ cố ý tăng lên các loại đại trận, cũng dung nhập hoàn mỹ lý niệm trận pháp vi hình của chính mình vào trong đó. Làm thế nào đột nhiên đến đây? Tiếng nói ôn nhu của Vân Tiêu truyền đến, đánh gãy Lý Trường Thọ suy tư. Lý Trường Thọ cười nói, còn không phải lo lắng ngươi thiếu. Pháp bảo, cố ý luyện chế ra một kiện, để cho ngươi dùng phòng thân. Vân Tiêu không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười, nói, ta có kim đấu có thể dùng, cũng không thiếu, ngươi giữ lại mà dùng. Von đường phía trước của ngươi còn có kiếp nạn, ta tại thiên đình cũng chỉ là ở giữa điều hòa. Lý Trường Thọ duỗi tay phải ra, nào, chúng ta đi tìm nơi yên tĩnh. Động tác đưa tay của hắn vô cùng tự nhiên, Vân Tiêu lại hơi do dự một chút, mới đặt bàn tay lên lòng bàn tay của Lý Trường Thọ. Hai người cùng nhau mà đi, đi đến bãi cát Lý Trường Thọ chọn chúng trước đây. Lý Trường Thọ lại động thủ bố trí hai tầng trận pháp, ba đạo kết giới, làm cho Vân Tiêu không nhịn được càng hiếu kỳ hơn. Bảo vật này không thể coi thường, xem như ở dưới sự cho phép của thiên đạo, là cực hạn ta có thể làm được, toàn bộ hành trình đều có lão quân xuất thủ tương trợ, nhớ lấy. Vật này chỉ có thể ngươi dùng, tuyệt đối không thể cho Quỳnh Tiêu hoặc là Bích Tiêu, coi như các nàng lăn lộn khóc lóc, cũng không thể mềm lòng, nếu như lạm dụng, xảy ra đại nhân quả. Nghe Lý Trường Thọ nói như vậy, Vân Tiêu càng là hiếu kỳ. Vân Tiêu hỏi, là đồ vật gì, sao lại khiến ngươi khẩn trương như vậy? Ngươi có thể hiểu thành, nó là một bộ quần áo, cũng có thể coi nó là một cỗ phân thân đặc thù. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1395, Tượng Ngọc. Nói xong,
Lý Trường Thọ lật tay trái, lòng bàn tay nâng một bức tượng ngọc lớn chừng bàn tay. Tượng ngọc này lại là khuôn mặt của Vân Tiêu, tư thái của Vân Tiêu, thân mang váy dài, sinh động như thật. Vân Tiêu nhìn thấy liền có chút vui vẻ, nhưng nụ cười của nàng còn chưa kịp nở rộ, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng ném đi, tượng ngọc này nở rộ bảo quang, bay đến bên ngoài trăm trượng, thân hình bỗng nhiên bành trướng. Ở trong chớp mắt tiếp theo, một bức tượng ngọc cao 200 trượng yên lặng đứng trên bờ cát, toàn bộ kết cấu giống như ngọc bích, có từng tia linh lực từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra một loại trạng thái hơi mờ. Khi nhìn kỹ, có thể thấy trong đó tràn đầy cấm chế, phù lục. Đây là... Lý Trường Thọ cười nói, bảo vật đạt được từ Hỗn Độn Hải, một nửa dùng ở trên người nó. Trong khi nói, Lý Trường Thọ mở bàn tay, chỉ vào tượng ngọc bên cạnh, lòng bàn tay phun trào quang mang. Ông! Ong ong ong! Trên dưới tượng ngọc truyền đến tiếng vang động gấp rút, từng tầng vòng sáng lắc lư trên dưới. Hai mắt tượng ngọc nhắm chặt đột nhiên mở ra, sau lưng xuất hiện từng cái vòng xoáy, khôn cùng linh khí phía trên Đông Hải điên cuồng vọt tới. Nó giơ cánh tay phải lên, một tầng trận pháp phòng hộ kiên cố trong nháy mắt mở ra. Đôi chân mảnh khảnh dưới váy tiến lên một bước, không gian chấn động, trong nháy mắt triển khai ra mười mấy tầng đại trận, Vân Tiêu cũng cảm giác tiên lực của chính mình có một chút không thông suốt. Nó nâng tay trái lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một họng pháo đen ngòm. Đây là chủ nỏ, uy lực lớn nhất. Lý Trường Thọ mỉm cười giải thích. Tượng ngọc nâng bàn tay lên nhẹ nhàng lắc lư, bên trên chiếc váy tiên quang lóng lánh, bên trên có 360 lỗ đen nhỏ hơn một chút nhô ra. Toàn phương vị, không góc chết. Thích không? Xứng đôi với cửu khúc hoàng hà đại trận của ngươi, có thể xưng hoàn mỹ. Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Vân Tiêu, ừm. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, thấy trên cánh tay phải tượng ngọc viết một hàng chữ nhỏ, trong mắt chỉ còn lại có nhu tình như nước. Tặng Vân ôn nhu nhất, hát xì, tại Trung Thần Châu, Nhị Tiên Sơn, Ma Cô Động. Hoàng Long chân nhân đang đả tọa tu hành dùng mình một cái, tại thời điểm ngộ đạo lại hát hơi một cái, mở mắt lầm bầm một tiếng, chuyển sang phòng lớn khác trong động phủ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Oa, ừm, ở bên trên Tam Tiên Đảo, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu ngửa đầu nhìn bức tượng ngọc bích đứng trên đỉnh núi, lại bị tỷ tỷ nhà mình dùng trận pháp bảo vệ kia, không ngừng tán thưởng. Bích Tiêu ngoẹo đầu, nhưng mà, tỷ phu tặng lễ vật, vì sao lại tặng đại tỷ một bức tượng thần? Đúng thế, ấn theo lý thuyết, nếu như là tặng loại lễ vật này, cũng nên tặng tượng thần của chính mình mới đúng. Đưa tượng thần của tỷ tỷ cho tỷ tỷ, đây là đạo lý gì? Quỳnh Tiêu nói thầm vài câu, hai vị thiếu nữ một lớn một nhỏ đứng ở trong núi không ngừng nhìn ra xa. Bích Tiêu nháy mắt mấy cái, đi qua sờ thử một chút. Quên đi, tỷ phu cũng không phải là tặng cho chúng ta. Quỳnh Tiêu duỗi lưng một cái, so với chuyện này, ta ngược lại càng muốn biết tỷ phu bình thường làm gì tại thiên đình hơn, làm ra tượng thần như vậy, đại khái sẽ mất rất nhiều năm. Trên khuôn mặt nhỏ của Bích Tiêu mang theo một chút ước mơ, nhỏ giọng thầm thì, nghe bọn hắn nói, sau khi đi đến thiên đình, không cần tu hành liền có thể gia tăng tu vi. Cảm ngộ đều là do thiên đạo ban cho, mỗi ngày chính là làm mấy việc lặt vặt, sau đó là uống rượu tán gẫu, nói chuyện yêu đương, rất tiêu dao tự tại. Đó chẳng qua là thiên đình nói với bên ngoài, để tuyển người, nói không chừng còn là xuất từ thủ bút của tỷ phu chúng ta, đặc biệt lừa gạt loại người như ngươi. Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, đi thiên đình chính là bị trói buộc, còn phải xem người có phẩm cấp cao hơn ngươi làm việc, chúng ta tu hành ở trên đảo chẳng phải tiêu dao tự tại. Thế nhưng là không thể nói chuyện yêu đương. Trong mắt Bích Tiêu mang theo chờ mong nho nhỏ. Quỳnh Tiêu cong miệng, bóng hình xinh đẹp chuyển động, tiên quang tràn ngập, bên trong một ít mây mù vờn quanh. Một vị công tử văn nhã hiện ra thân hình, tất nhiên là khuôn mặt Quỳnh Tiêu, lại làm cho người khó phân biệt nam nữ. Thấy thế nào? Nói với Tam ca nha. Bích Tiêu trầm mặc. Bên trong lầu các sau bức tượng ngọc pháp bảo chuyên dùng để ứng đối phong thần sát kiếp kia, Lý Trường Thọ đứng ở sau một chỗ bàn đọc sách, nâng bút vẽ tiên tử tĩnh tọa trước mặt. Vân Tiêu dựa vào bên giường, hai mắt rũ xuống, môi mỏng hơi mím, đầu ngón tay cầm một đóa hoa mai, chân phải thò ra ngoài váy, lẳng lặng ngồi ở nơi đó chính là một bức họa, dùng lưu ảnh cầu ghi lại là được. Chương 1396, đi dạo tiệt giáo. Đợi bức họa này được hoàn thành, Lý Trường Thọ thả ra bút vẽ trong tay, Vân Tiêu cũng là nhẹ nhàng thở ra,
khôi phục thành ngồi ngay ngắn. Người này, một họa chính là một cảnh, cũng có ý cảnh nhìn nhau hoài không chán. Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, Vân, Tiệt giáo gần đây có tốt không? Tất nhiên là tốt. Vân Tiêu nói, sư tôn có nghiêm lệnh, yêu cầu môn nhân đệ tử không được ra ngoài sinh sự, ở trong động phủ, đạo trường của từng người tu hành, chỉ là đã mấy trăm năm, nói là đại kiếp sắp tới, lại là không hề có động tĩnh gì, không ít môn nhân đệ tử buồn chán, ngược lại là có ý nghĩ ra ngoài. Tâm tính tu vi còn chưa đủ. Lý Trường Thọ cười ha hả nói một câu, trong đáy lòng cân nhắc một ít, cũng không có cách nào nói sự tình phong thần cụ thể đối với Vân Tiêu. Tóm lại là không thể mở miệng nói, phong thần sát kiếp khoảng 3-400 năm nữa liền buông xuống, đến lúc đó vị trí nhân hoàng phàm tục thay đổi, lúc này tam giáo bị kiếp vận bao phủ sẽ nhập kiếp. Đây là hồng hoang, nó đặc biệt và khác với tất cả các loại thần thoại và cố sự mà mọi người biết, tương tự nhưng cũng không nhất định hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa đại kiếp phong thần đã thay đổi nhiều như vậy, đằng sau phát sinh như thế nào, bắt đầu như thế nào đều là không thể biết được. Nói không chừng, Tây Phương giáo này sẽ còn tới Đông Thổ Đại Thương truyền giáo trước tiên. Trong đáy lòng có một chút suy nghĩ, Lý Trường Thọ nói, thiên đạo sở hiện, chung quy là có quan hệ cùng với nhân tộc, Nam Thiện Bộ Châu tất nhiên là quan trọng nhất. Vân Tiêu nói, Kim Linh Sư Tỷ nói, để người đi hỏi thăm sở thích của mấy vị nhân hoàng Hỏa Vân Động, đi đưa chút lễ vật. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngược lại là nhớ tới một việc. Bách Giám, đại tướng của Hiên Viên Hoàng Đế, được thiên đạo lựa chọn, danh tự xuất hiện đầu tiên trên phong thần bảng, ở bên trong đại kiếp phong thần được khâm định trông coi phong thần bảng. Sau khi đại kiếp hoàn toàn khởi động, thiên đình còn muốn xây dựng một tòa phong thần đài, Bách Giám này cũng sẽ đi qua làm gì đó. Tên gia hỏa này, lúc này vẫn đang bị trấn áp ở vùng đất nghèo nàn, nơi giao nhau của Bắc Hải cùng với Đông Hải. Ổn một tay, làm người chấp trưởng lần đại kiếp này, hiện nay mặc dù chưa tới thời cơ Bách Giám đăng tràng, nhưng cũng nên chuẩn bị chút lễ vật, đi qua an ủi hỏi một chút, trước tiên tạo mối quan hệ cùng với vị phụ tá này. Đang suy nghĩ cái gì? Có quan hệ đến sự tình phong thần. Lý Trường Thọ cười nói, Vân, ta và ngươi không bằng đi đạo trường Tiệt giáo các nơi đi dạo, dạo chơi, thích hợp sao? Vân Tiêu khẽ cau, mày, ngươi nếu hiện thân, bọn họ chắc chắn nói ngươi thiên vị Tiệt giáo, chỉ sợ sẽ tạo ra phiền toái cho ngươi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, công là công, tư là tư, công và tư rõ ràng là chuẩn tắc ta hành sự, bởi vì ngươi mà có tư tâm đã là người qua đường đều biết. Che che lấp lấp ngược lại là làm trò cười cho người khác. Còn nữa, ta đi tìm kiếm một ít chính thần ứng cử viên cho thiên đình. Nếu đằng sau bọn họ ứng kiếp, cũng có thể mượn phong thần bảng, chọn lựa tinh binh cường tướng cho thiên đình. Vân Tiêu nghe vậy khẽ cười một tiếng, cái miệng này của tinh quân đại nhân quả nhiên là nói không lại. Lý Trường Thọ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy ra một chút ngang tàng của quyền thần thiên đình bình thường. Lập tức, hai người bỏ lại tượng ngọc, âm thầm rời khỏi Tam Tiên Đảo, trước hết nhất đi về phía Bích Du Cung. Phong thần sát kiếp trong nháy mắt sẽ đến, Lý Trường Thọ bây giờ cũng có cảm giác năm tháng trôi qua vô tình, thường xuyên suy nghĩ một cái, ngây người một cái, chính là lâu mấy tháng. Hồi tưởng lại quá khứ, sáu thánh tề tụ bên trong Tử Tiêu Cung lại tan rã trong không vui, dường như chỉ là sự tình một hai tháng trước. Bây giờ chỉ chớp mắt, chính mình nếu như lại làm đại công trình gì đó, thời gian về cơ bản không còn nhiều, nên làm chút ít bố cục. Đi tới Bích Du Cung, Vân Tiêu cùng với Lý Trường Thọ tất nhiên là dẫn tới không ít đệ tử thân truyền Tiệt giáo ghé mắt. Mấy vị thánh mẫu tiến về phía trước chào hỏi, mấy vị nam tiên hàn huyên đôi chút, lại là không thấy bóng dáng thánh nhân, cũng không thấy thân hình Đa Bảo đạo nhân. Tùy hầu tiên của Thông Thiên giáo chủ có hai vị đến, giải thích cho Lý Trường Thọ. Thánh nhân lão ra đi vào bên trong Hỗn Độn Hải xác định tung tích của món bảo vật nào đó, nếu đạt được tin tức sẽ kịp thời thông báo cho Lý Trường Thọ. Tảng đá lớn trong lòng Lý Trường Thọ, rốt cuộc cũng buông xuống một ít. Trước đây đáp ứng sự tình Thông Thiên giáo chủ cho mượn thuyền Côn Bằng, ngược lại là có thể thực hiện đúng hẹn, sẽ không vô duyên vô cớ thiếu nhân tình của Tiệt giáo. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1397, Văn Trọng. Về phần có đuổi theo kịp hay không, có bắt được bảo vật nào đó hay không, Lý Trường Thọ cũng không dám cam đoan. Quy củ cũ, thật sự thận trọng, làm hết sức mình. Chúng tiên hàn huyên nói đùa một hồi,
lại đưa tới không ít tiểu bối ở ngoài điện nhìn lén. Lý Trường Thọ trong lúc nói chuyện phiếm, trong lúc lơ đãng hỏi một câu, trước đây nghe Công Minh lão ca nói, Kim Linh sư tỷ gần đây thu một vị đệ tử mới, không biết là vị nào. Một đạo sĩ trung niên khuôn mặt hung ác nhưng ánh mắt có một chút ôn hòa trong điện lúc này lên tiếng đáp, Trường Canh sư thúc, ngài nói thế nhưng là Văn Trọng sư đệ. Đạo sĩ này tất nhiên là Dư Nguyên, đệ tử nổi danh của Kim Linh Thánh Mẫu, một thân bản lĩnh đuổi sát cao thủ đời thứ hai Tiệt Giáo, là người nổi bật bên trong đệ tử đời thứ ba Tiệt Giáo. Lý Trường Thọ lại cười nói, hóa ra đạo hiệu là như vậy. Dư Nguyên vội nói, đây là bản danh của Văn Trọng sư đệ, cũng không phải là đạo hiệu. Có nam tiên đời thứ hai cười nói, Dư Nguyên, Trường Canh nói là đạo hiệu, như vậy dĩ nhiên là đạo hiệu. Văn Trọng sư điệt ở đâu? Không bằng mời y tới đây, đệ tử sẽ lập tức đi gọi. Dư Nguyên cười nói một câu, nhưng lại quay đầu lại nói, đạo hiệu cùng với tục danh vẫn còn có một chút khác biệt. Được, được, ta hiểu rồi. Nam tiên kia cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Trường Thọ nghe vậy mỉm cười, đưa mắt nhìn Dư Nguyên đi xa. Lần trước độ tiên môn bị tấn công, đôi thầy trò Dư Nguyên cùng với Dư Hóa này từng bởi vì sự tình hóa huyết thần đao hiện thân, cõng nổi cho Tiệt Giáo. Không có gì để nói về lòng trung thành của hai người họ đối với Tiệt Giáo, cũng là một nhân vật có danh hào bên trên phong thần bảng. Nhưng Văn Thái Sư đại danh đỉnh đỉnh lại khiến cho Lý Trường Thọ càng thêm mong chờ. Không bao lâu, vị Dư Hóa kia mang theo một người thanh niên đạo sĩ từ góc Bích Du Cung cưỡi mây mà tới. Nhìn đạo sĩ này, trời sinh khuôn mặt uy nghiêm, giữa trán đầy đặn, giữa trán có mắt dọc, lông mày ngắn, mắt to, mũi cao thẳng, hai mắt sáng ngời có thần, thân hình cũng coi như khôi ngô, có một loại phong thái thần tướng trời sinh. Lý Trường Thọ dùng tiên thức quan sát tỉ mỉ, phát hiện ra mắt dọc của Văn Trọng hẳn là thần thông trời sinh, cũng không phải là đạt được nhờ vào tinh huyết tổ vu như Dương Tiễn. Nhân tộc cũng không phải không có lực lượng huyết mạch, đám nhân tộc ban đầu được nữ oa nương nương nặn ra kia. Tư chất bản thân xuất chúng, trời sinh thần lực, cũng được nữ oa nương nương giao phó một chút thần thông cùng với bản lĩnh, thí dụ như đại pháp sư nhà mình. Nhưng cho đến ngày nay, người thức tỉnh huyết mạch nhân tộc đã là vô cùng hiếm thấy, Văn Trọng cũng đã được gọi là thiên tài. Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong chính điện, Văn Trọng kia được Dư Hóa dẫn đi vào, tới trước mặt Lý Trường Thọ, cùng nhau vái chào hành lễ. Có thể nhìn ra, Văn Trọng có một chút khẩn trương, ngẩng đầu đánh giá nam nhân bên trong lời đồn kia, lại lập tức cúi đầu giữ yên lặng. Vị chính thần thiên đình có thể khuấy động phong vân hồng hoang, trực diện sáu vị thánh nhân này. Còn trẻ như vậy, không tệ, không tệ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói, Văn Trọng sư điệt tư chất bất phàm, nhập môn không lâu liền có đạo hạnh như vậy, sau này hẳn là một phương đại năng. Đến đây, tiểu tiểu lễ vật, còn thỉnh sư điệt nhận lấy. Trong khi nói chuyện, Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra hai túi bảo nang, trong đó thả linh đan diệu dược, đều là xuất từ trong tay tiểu luyện đan sư nhân giáo hắn. Với tư cách là quyền thần thiên đình có tạo nghệ luyện đan xếp thứ ba trong nhân giáo, đồ vật Lý Trường Thọ đưa ra đương nhiên sẽ không kém. Trong mắt không ít đệ tử Tiệt Giáo xung quanh mang theo vài phần ghen tị, Văn Trọng sau khi tiếp nhận bảo nang, đạo tâm cũng là có một chút bất ổn, có một chút ít kích động. Hiển nhiên, Lý Trường Thọ bây giờ đã thành đại lão trong mắt người khác, một câu tán thưởng, một chút lấy lòng đều có thể ảnh hưởng tâm thần của đệ tử đại giáo. Đa tạ Trường Canh sư thúc, Văn Trọng lại vái chào, đệ tử nhất định cố gắng tu hành, xuất một phần lực vì Tiệt Giáo hưng thịnh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, trong đáy lòng lại là âm thầm lẩm bẩm, ngươi hoàn toàn không cần xuất lực nhiều, chỉ cần sau đó ở trong đại kiếp phong thần. Không tìm thấy kỳ nhân cao thủ áp trận, ít đi địa giới như Kim Ngao Đảo dạo chơi là được rồi, nói không chừng tiến trình đại kiếp cũng đều sẽ bị gián đoạn. Đương nhiên, việc này cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ, không dám thật sự nói như vậy. Tất cả đều đã có thiên đạo định, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể điều chỉnh một ít. Chương 1398, Tiên Sơn. Đối với đệ tử của Kim Linh sư tỷ, Lý Trường Thọ tất nhiên là không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc này lại ở bên trong tay áo lấy ra một túi bảo nang đưa cho Dư Hóa, cũng là cổ vũ động viên vài câu. Rõ ràng, tuổi tác của Lý Trường Thọ chỉ bằng số lẻ của Dư Hóa, lại muốn chững chạc đàng hoàng cậy già lên mặt, cổ vũ Dư Hóa cố gắng tu hành. Dư Hóa cũng là một người dám nói, một người dám nghe, trong mắt còn tràn đầy cảm động.
Chuyện này khiến cho Vân Tiêu bên cạnh mấy lần không nhịn được, suýt chút nữa cười thành tiếng. Lý Trường Thọ bồi tiếp Vân Tiêu, đi đến tất cả đạo trường tiệt giáo có danh tiếng, cả công khai và bí mật. Từ Bích Du Cung đi đến Kim Ngao Đảo gần đó, lại đến Cửu Long Đảo, Bồng Lai Đảo, Doanh Châu Đảo, vân vân. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, gặp được nơi phong cảnh tươi đẹp liền đợi một hồi, phần lớn thời gian đều là đợi như vậy. Gặp nhau mấy ngày, Lý Trường Thọ tỏ vẻ muốn rời đi, Vân Tiêu ngược lại là có chút không nỡ. Hai người căn dặn lẫn nhau vài câu, từng người vái chào hành lễ, cũng không có cử động quá mức thân mật, nhưng trong chớp mắt lại có cảm giác nguyên thần rất gần với nhau. Nói chung, luyện khí sĩ yêu đương so với phàm nhân yêu đương cũng là có một chút khác biệt, nhất là loại nghiêm túc này. Đạp lên đường mây trở về thiên đình, Lý Trường Thọ ẩn tàng thân hình, lấy ra đạo nhân giấy bên trong tay áo, hơi suy tư một hồi, cũng không có lén đi gặp Bách Giám. Vì lý do ổn thỏa, vẫn là sau đó trở về thiên đình, thương nghị đôi chút cùng với Ngọc Đế bệ hạ, nói là Hiên Viên Hoàng đế tiền bối có một chút thỉnh cầu, Ngọc Đế hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tám thành sẽ có hóa thân Ngọc Đế cùng nhau đi theo. Ngày hôm nay thấy được Văn Trọng, Lý Trường Thọ cũng không khỏi nghĩ đến Lý Tĩnh bị chính mình ném ở bên trong độ tiên môn. Hai vị Văn Trọng cùng với Lý Tĩnh này cũng là có rất nhiều điểm tương đồng, người trước sẽ là Đại Thương Thái Sư, người sau sẽ là quan tổng binh Trần Đường Đại Thương. Tổng binh tương đương với đại tướng nơi biên cương. Chỉ chẳng qua, hai người này lựa chọn con đường khác biệt. Văn Trọng lựa chọn giúp đỡ xã tắc Đại Thương, vì bảo vệ Đại Thương mà hối hả ngược xuôi, Nam chinh Bắc chiến, cuối cùng chết thảm ở thời điểm chinh phạt Tây Kỳ. Lý Tĩnh liền thức thời nhiều hơn, Na Cha phụng mệnh phụ tá Chu Quốc, Lý Tĩnh đằng sau cũng liền đảo hướng Chu Quốc. Cuối cùng có chức vị cao ở bên trên phong thần bảng, sau khi vào thiên đình cũng là xuôi gió xuôi nước. Lý Trường Thọ cũng không phải là đang bình phán cái gì, chỉ là đơn thuần càng thưởng thức Văn Trọng hơn một ít. Bây giờ, Lý Tĩnh cùng với Văn Trọng đều xem như vãn bối của mình, lại nói kính trọng ai, liền có một chút không ổn. Đại kiếp phong thần, đại kiếp phong thần. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, chính mình lúc này còn có thể bố cục an bài cái gì, lại có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào. Trong lúc vô hình, lúc này hắn muốn đánh cờ cùng với thiên đạo, cùng với đạo tổ, nhưng đánh cờ cũng không phải là vì đối kháng lẫn nhau, mà chính mình đạt được chỗ tốt gì. Nói đúng ra là tối ưu hóa đại kiếp. Sau đó chính mình liền phái đạo nhân giấy đi dạo chơi các nơi, tìm một chút những kỳ nhân kế tiếp sẽ xuất hiện ở Thương Quốc, xem lai lịch của bọn hắn đến cùng như thế nào. Nếu như có thể tính kế, lại có chỗ lợi đối với an bài kế tiếp của chính mình, Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Cưỡi mây bay đến phụ cận Đông Thiên Môn, Lý Trường Thọ hiện ra thân phận giả dùng để ngụy trang trước đây, đang định đi qua Thiên Môn phụ cận. Tiên thức có một chút rung động, vành tai Lý Trường Thọ khẽ giật giật, vận chuyển phong ngữ chú đi tới mọi ngóc ngách không góc chết, nghe được một đoạn nói chuyện phiếm của thiên tướng. Ngọn tiên sơn tại Đông Thắng Thần Châu ai cũng nói không nên lời kia, đã có không ít tiên môn đi qua nhìn. Đều cảm thấy nơi đó là phúc địa không tệ, đáng tiếc bị đám yêu tộc tiến đến Đông Châu kia chiếm. Những yêu tự xưng lương thiện đó cũng không biết có phải thật sự là hạng người thiện lương hay không. Sách lược tinh quân đại nhân dùng là phân hóa, bằng không trong Bắc Châu trừ yêu, chúng ta thiệt hại sẽ càng lớn. Lôi kéo một bộ phận yêu tộc cũng là hợp tình lý, chẳng qua, yêu chính là yêu, làm sao có thể thật sự lương thiện. Tiên sơn phúc địa kia nếu như thật sự bị yêu tộc đứng vững gót chân, coi như sẽ thật sự lãng phí một chỗ tốt để tu hành. Tiên sơn, Lý Trường Thọ có một chút không rõ ràng cho lắm, bên trong tiềm thức có một chút quan tâm đối với chuyện này. Dường như trong cõi u minh giới có cảm ứng, tiên sơn trong miệng thiên tướng này có một phần cơ duyên của chính mình. Đây là tình huống gì? Kiếp vận quấy phá. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách, nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1399, Biện Trang gặp nạn. Lý Trường Thọ lập tức mở ra Không Minh Đạo Tâm, cẩn thận suy tư, thân hình bay về phía thiên môn, ra vẻ không có chuyện gì phát sinh. Một chi quân đoàn đạo nhân giấy đóng quân ở phụ cận độ tiên môn đã độn về hướng biên duyên Đông Thắng Thần Châu. Hẳn là Hoa Quả Sơn chính mình đã âm thầm tìm rất nhiều năm, nhưng căn bản không thấy cái bóng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút chờ mong nhỏ, bản thể thuận lợi trở về Thái Bạch Điện, đâm đầu trở về Tiểu Quỳnh Phong của chính mình, khống chế đạo nhân giấy bắt đầu dùng tiên thức điều tra các nơi.
Nhưng mà, khi Lý Trường Thọ đang tìm yêu khí, từ xa xa phát hiện ra ngọn Tiên Sơn mây mù lượn lờ, linh khí nồng đậm ở ven biển kia. Long Cát cưỡi mây vội vàng mà đến, rơi vào phía trước Thái Bạch Điện, một đường chạy chậm, vội vàng đi vào. Lão sư, ngài mau đi xem một chút đi. Biện Trang tướng quân tự tiện xông vào Nguyệt Cung, sắp bị nhóm Thường Nga Nguyệt Cung đánh chết tươi. Lý Trường Thọ im lặng. Tại sao khi chính mình nghe tin này, trong lòng không có chút gợn sóng nào, không có cảm giác bất ngờ nào cả. Chẳng qua, đại kiếp phong thần còn chưa bắt đầu, Tây Du kiếp nạn liền đã sắp đăng tràng. Không có đạo lý, không nên. Phàm tục còn chưa hoàn thành tuyệt thiên thông, đại thương cũng là cường thịnh, đại đường nói ít còn có 2-3 ngàn năm. Lại đặt dưới quy mô của Hồng Hoang, hai lần kiếp nạn cách nhau 1.800.000 năm, Lý Trường Thọ còn biểu thị có thể tiếp nhận. Lần này hẳn không phải là sự kiện đùa giỡn Thường Nga làm cho Biện Trang bị giáng chức hạ phàm. Cũng đúng, bản lĩnh của Biện Trang bây giờ kém xa, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến cũng còn chưa có học được nửa chiêu, tuyệt không phải thời điểm hạ phàm. Đạo nhân giấy tại Đông Thần Châu tạm thời dừng lại, tiềm ẩn ngay tại chỗ. Bên trong Thái Bạch Điện, lão thần tiên đạo nhân giấy chuyển ra, mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói đối với Long Cát, thong thả, từ từ nói, Biện Trang tướng quân là phó thống lĩnh thiên hà, là trợ giúp đắc lực của lão sư. Thường Nga Nguyệt Cung cũng coi như là thủ hạ của vi sư, hẳn là đánh không chết người, ở phía trước Nguyệt Cung Điện. Lý Trường Thọ thao túng đạo nhân giấy tạo hình Thái Bạch Kim Tinh mày trắng tóc trắng, nhìn Biện Trang bị dán ở đằng sau cột đại điện. Đã là mặt mũi bầm dập, hơi thở mong manh, nghĩ đến những tình hình Long Cát nói đối với chính mình trên đường đi, trong đáy lòng chỉ còn cười khổ. Long Cát có thân phận mẫn cảm, không thích hợp lại tiếp tục hiện thân, trở về giao chỉ chờ tin tức. Tên gia hỏa Biện Trang này chung quy là đồ háo sắc. Vốn cho rằng tiên thần thiên đình không phải là cao nhã chi sĩ gì, cũng đều nên có mấy phần điểm mấu chốt. Cuối cùng vẫn là đánh giá cao, tin nhầm, đánh chết đi, không cứu nổi. Tây Du kiếp nạn cũng không phải là không thể sửa, lúc này còn có thể nuôi dưỡng một nhị sư huynh mới, dù sao bản thể là cán cửu xỉ đinh. Bá kia, trong điện, nhóm tiên tử nguyên bản tụ ở quanh người Biện Trang, vào giờ phút này đã sớm xếp thành hàng, cùng nhau hành lễ đối với Lý Trường Thọ. Bái kiến tinh quân đại nhân, mặc dù đã hiểu rõ tình hình đại khái, nhưng Lý Trường Thọ vẫn là muốn theo thủ tục hỏi một câu, đây là thế nào? Biện tướng quân làm sao lại bị treo lên? Chúng tiên tử có một chút lòng đầy căm phẫn, mấy tiên tử lĩnh đội lập tức đứng dậy, vô cùng đau đớn nói ra sự tình phát sinh trước đây. Đằng sau Nguyệt Cung có một chỗ cấm địa, sẽ chỉ được mở ra khi không có nam tiên trên Thái Âm Tinh, tên là Nguyệt Hoa Trì. Ngày bình thường, những tiên tử này phần lớn yêu thích rửa mặt trang điểm ở bên cạnh Nguyệt Hoa Trì, ngâm cơ thể trong tiên vụ mờ mịt và linh thủy, trò chuyện một số chuyện phiếm gần nhất, nói một chút chuyện lý thú thiên đình. Ngày hôm nay Biện Trang này lại vụng trộm xâm nhập Nguyệt Hoa Trì. Tình tiết vô cùng nghiêm trọng, tính chất vô cùng ác liệt, đã không phải là tội lỗi làm heo, mà là thật sự muốn mất mạng nhỏ. Sắc mặt của Lý Trường Thọ cấp tốc lạnh xuống, mở miệng hỏi, Biện Trang này to gan lớn mật như thế. Tinh quân đại nhân, chúng ta biết Biện tướng quân là ái tướng của ngài, nhưng việc này thiên chân vạn xác. Có tiên tử phẫn nộ nói, nếu không phải biết Biện Trang từng tiến vào động xuất cung, là phụ tá đắc lực của tinh quân đại nhân ngài, ngày hôm nay ta liền vung một kiếm giết chết y. Lý Trường Thọ chau mày, lại hỏi, việc này có khổ chủ không? Tinh quân đại nhân, lúc ấy Nguyệt Hoa Trì có hơn 10 vị tỷ muội, nhưng xung quanh Nguyệt Hoa Trì có cấm chế do Thái Âm Tinh quân tự tay bố trí. Biện tướng quân chính là dẫm vào trong cấm chế, lúc ấy cách ao đã rất gần. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nhíu mày trầm ngâm vài tiếng. Chương 1400, chém. Không có khổ chủ, việc này ngược lại càng phiền toái hơn, ngày hôm nay Biện Trang e rằng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Có ý nghĩ khác, nhìn cô nương tắm rửa, liền mạnh mẽ phụ trách đối với cô nương. Đó không phải là hành vi của thổ hành tôn rồi. Nếu như có khổ chủ rõ ràng, như vậy trực tiếp xử phạt nặng Biện Trang, đánh cho đến chết, lại xóa đi bộ phận ký ức này của Biện Trang. Thậm chí đánh rớt phàm trần, phế bỏ tu vi, vừa lưu được một mạng cho Biện Trang, cũng có thể giữ gìn uy nghiêm của thiên đình. Nhưng không có khổ chủ, liền đại biểu cho toàn bộ Nguyệt Cung, tiên tử từng sử dụng Nguyệt Hoa Trì, đều là khổ chủ. Việc này nhìn như không có nghiêm trọng đến tình trạng phải chết người, kỳ thực đã có móc nối cùng với đại cuộc thiên đình.
Lúc này Thiên Đình đang ở trước đêm quật khởi, chỉ kém mấy trăm năm sau Phong Thần Bảng quy vị, liền có thể làm Thiên Đình triệt để đại hưng, trở thành duy trì cơ cấu quyền lực tam giới ổn định. Tại thời điểm mấu chốt này, chúng luyện khí sĩ tất nhiên là vô cùng chú ý đối với Thiên Đình. Bất kể tin đồn tiêu cực nào phát ra từ Thiên Đình, đều sẽ hoàn toàn bị phóng đại. Biện Trang, phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thân phận phức tạp bởi vì hệ thống gương đồng trực tiếp, có danh tiếng cực cao tại Thiên Đình. Nếu để cho tiên thần nhìn trộm nữ tử tắm rửa như vậy, tiếp tục nhậm chức tại Thiên Đình, thanh danh của Thiên Đình chỉ sợ là bị hủy sạch. Bây giờ cục diện tốt rồi, cũng sẽ bởi vì sự tình lần này mà tổn hại non nửa, hậu hoạn vô cùng. Trong đáy lòng xẹt qua ý niệm như vậy, Lý Trường Thọ lộ sắc mặt ngưng trọng đi về phía trước hai bước. Thân ảnh lóe lên, cỗ đạo nhân giấy này xuất hiện ở trước mặt Biện Trang, lạnh lùng hỏi, ngươi thật sự xông vào. Đạo tâm Biện Trang run lên, mặt tướng giống như xông vào, nhưng tinh quân. Trước khi mặt tướng tỉnh lại, chỉ nhớ rõ chính mình là đang uống rượu cùng với mấy vị hảo bằng hữu. Lý Trường Thọ hai mắt như điện, giống như muốn nhìn thấu đạo tâm của Biện Trang. Biện Trang cố gắng đối mặt cùng với Lý Trường Thọ. Y biết rõ, lúc này có thể cứu chính mình chỉ có Thái Bạch Tinh Quân. Mà chính mình trước đây cũng là thật sự uống mơ hồ, sau khi thanh tỉnh tâm thần trống rỗng, hoàn toàn chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện tại Nguyệt Hoa Trì. Thậm chí, trong lòng Biện Trang vô cùng rõ ràng, tiểu nam tiên di tình biệt luyến hắn nổi tiếng bên ngoài, việc này căn bản không có cách nào giải thích. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, trong đáy lòng đột nhiên ý thức được, việc này có lẽ cũng không đơn giản. Hắn nói, chúng thường Nga nghe lệnh, trước tiên đi chuyển bàn dài ghế dài đến, làm phòng thẩm vấn ở chỗ này, lại phái người đi thông minh điện, mời hai vị chính thần không bận việc gì đến. Gọi tới tất cả thường Nga Nguyệt Cung chú ý việc này đến, ngày hôm nay bản tinh quân sẽ thẩm vấn Biện Trang ngay tại đây, một khi tra ra, sẽ nghiêm trị trừng phạt. Biện Trang cúi đầu không nói, trong mắt tràn đầy hối hận. Chúng tiên tử nghe vậy vui mừng nhướng mày, từng người hạ thấp người đáp ứng, lại cấp tốc chia ra hành sự. Rất nhanh, Lý Trường Thọ tính cả Đông Mộc Công, Nguyệt Lão, ngồi ở sau một chiếc bàn dài. Biện Trang bị tròng lên tầng tầng xiềng xích, đang hữu khí vô lực ngồi quỳ chân ở phía dưới, vào giờ phút này không chỉ có vết thương chằng chịt, tạm thời cũng không dám ngẩng đầu lên. Y làm sao lại xui xẻo như vậy? Lý Trường Thọ vỗ kinh đường mộc trong tay, đại tiểu tiên tử xung quanh cùng hừ lạnh. Biện Trang run rẩy mấy lần, muốn ngẩng đầu lại không dám. Liền nghe Mộc Công hỏi, quỳ phía dưới, thế nhưng là phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà, Biện Trang, là mạt tướng. Nguyệt Lão ở một bên khác Lý Trường Thọ lạnh nhạt hỏi, sông Nguyệt Hoa Trì Nguyệt Cung, có phải ngươi hay không? Này, chuyện này, ai? Biện Trang rung động hầu kết mấy lần, mí mắt bầm đen cũng đang run rẩy, khóe miệng bị đánh sưng cố gắng mở ra, lộ ra bên trong thiếu hai cái răng cửa. Nhưng mạt tướng thật sự không biết, chính mình tại sao lại xuất hiện tại Nguyệt Cung? Được rồi, án đã rõ. Ràng, Nguyệt Lão vung tay lên, đen mặt nắm lên thẻ gỗ trong tay, hung hăng ném về phía Biện Trang. Chém. Biện Trang nghe vậy run rẩy, một đám tiên tử bên cạnh cũng rõ ràng là run lên, không nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng như vậy. Lý Trường Thọ cùng với Mộc Công cùng nhau quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lão. Nguyệt Lão vén tay áo lên, cắn răng mắng, như vậy không chém còn giữ làm gì. Mỗi ngày không có làm việc, tốc độ di tình biệt luyến chính là tốc độ chính mình nhìn thấy tiên tử mới. Còn tìm danh nghĩa tốt đẹp, nói chính mình có một đôi mắt rất giỏi trong việc khám phá cái đẹp. Các bạn vừa nghe xong tập 140 của bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.